Trộn hồ với trộn bột làm bánh thôi, có gì đâu. Rồi lấy cà tím. Nhanh nhanh nhanh, còn một phút nữa. Một phút nữa là xong. Nhanh lên nào. Lấy hồ. Lấy hồ nhanh lên. Thiết bị vệ sinh Tuslo Fashion Home hân hạnh đồng hành cùng máy ấm gia đình Việt. Đây là quyền ưu tiên để giúp các bạn nhỏ đến với thử thách cuối cùng trong ngày hôm nay để quyết định xem đội nào sẽ giành chiến thắng để vào vòng đặc biệt của chương trình máy ấm gia đình Việt. Đơn giản cái việc này chắc các bạn cũng cảm nhận được rồi. Đó chúng ta là làm hồ, trộn hồ xong rồi dán gạch ốp lát lên đó là xong. Đây là lượt ưu tiên thứ hai. 3, 2, 1, bắt đầu. Nhanh, 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 nhanh. Mình khởi động cũng nhanh lên. Để coi cầu thủ với lại diễn viên. Đúng rồi, nhanh. Chỉ có ai là chỉ hộ. Trộn hồ với trộn bột làm bánh thôi, có gì đâu. Đâu có đơn giản gì đâu các bạn. Không có dễ xíu nào đâu. Ê, nó chảy ra hết. Lại cái kia đi, được cầu ít ít thôi. Cho thêm xi măng vô, coi chừng cát không á. Đây là gạch ốp lát lớp 2 được bảo chứng bởi Hoa Sơn Home. Đổ. Nhanh nhanh, trộn nhanh lên. Ước đi. Mình đi vào đây là đổ. Trộn không là hết phút rồi, còn 2 phút để dán gạch kìa. Tôi đổ. Được chưa? Anh đi trộn, trộn em làm cho. Trời đất ơi. Thôi trời ơi, chết rồi. Đào một lỗ ở giữa, đổ nước vô, bỏ xi măng vô. Lấy gạch đi, lấy gạch đi. 10 phút cộng rồi. Lấy gạch đi. Trời ơi. Quá trời thợ hồ rồi. Thợ hồ nó phun hồ ghê luôn kìa. Rồi lấy cạch đi. Nhanh nhanh nhanh, còn một phút nữa. Một phút nữa là xong. Nhanh lên nào. Lấy hồ. Lấy hồ nhanh lên. Đem hồ ra tài. Hồ đâu, có hồ vô mới được. Hồ tấn tài. Quăng nhiều lên, cứ quăng lên đi. Hồ đâu. Nhanh lên. Hồ tấn tài làm thợ hồ. Nhanh lên. Một phút nữa. 50 giây. Chết rồi, 50 giây nữa, nhanh lên, nhanh lên. Hồ đâu, chưa có hồ. Quăng. Lấy hồ vô. Nhanh lên, lấy hồ nhiều vô. Còn 45 giây. Trời ơi. Ú là trời. Thợ hồ kỳ vậy. Còn 30 giây, trời ơi. Nhanh lên, nhanh. Lấy bao tay lau sạch, lấy bao tay lau sạch hồ nữa, đây đi. Còn 20 giây nữa. Lấy bao tay lau với cái hồ, trời ơi. Hồ kìa, ơi trời ơi. Mở bao tay ra lau sạch cái gạch đi nha lên. Còn 15 giây nữa lấy mở bao tay ra lau cho nó sạch. Mở bao tay ra lau sạch còn 10 giây. 5, 4, 3, 2, 1. Dạ rồi. Ok rồi. Ok. Thợ hồ này được không? Công nhận thợ hồ nó giỏi thiệt. Nó dứt hồ làm cái xa qua bên. Trời ơi. Để tôi kiểm tra coi gạch lát lát hai được bảo chứng bởi chất lượng bởi hệ thống Hoa Sơn Home. Dù sao thì các bạn cũng đã giành được quyền ưu tiên ngày hôm nay. Mở ra đọc tiếp. Dạ. Giảm 15 trái cầu. Chúc mừng, đó là quyền ưu tiên dành cho ba em nhỏ. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách trong ngày hôm nay để xem bạn nào sẽ giành được quyền ưu tiên vào vòng đặc biệt của chương trình máy ấm gia đình Việt. Xin mời. Thiết bị vệ sinh Tuslo Fashion Home hân hạnh đồng hành cùng máy ấm gia đình Việt.